chương 2541, tinh nữ thần lực ảnh hưởng. Oanh. Năng lượng đảo qua, một tiếng nặng nề tiếng vang ở hình hoa tinh cầu cao ốc phía trước vang lên. Ngũ hành đại ma bao trùng tam hải môn mọi người, nháy mắt bị chém giết, trong đó bao gồm bốn gã bất hủ thần vương cường giả. Kích thiếu giảng thân hình càng là thật mạnh rơi trên mặt đất, trừng lớn con mắt, bên trong tràn ngập hoảng sợ. Hừ, một cái rác rưởi, thế nhưng còn dám uy hiếp ta. Vương Tiên kinh miệt nhìn lướt qua một chúng thi thể, cánh tay vung lên, trực tiếp đem chi thu hồi tới đi. Hắn hướng tới âm toàn đế tinh nữ cùng với Long Cung một chúng thành viên nói một tiếng, lập tức hướng tới trong hư không bay đi. T, bọn họ thế nhưng đem kích thiếu gia giết. Bọn họ cũng dám ở hình hoa tinh cầu giết người, bọn họ không muốn sống nữa phải không? Chung quanh mọi người thấy như vậy một màn, trên mặt lộ ra chấn động thần sắc. Kích thiếu gia, tam hải môn một chúng cường giả, đương trường bị chém giết. Nơi này chính là thương nghiệp tinh cầu A. Các ngươi tìm chết, cũng dám ở chúng ta hình hoa thương nghiệp tinh cầu giết người chung quanh tên kia ăn mặc hắc y phục bất hủ thần vương cường giả sắc mặt đại biến hướng tới vương tiên một đám người quát bất quá hắn cũng không có tiến lên kiến thức đến vương tiên kia khủng bố vô cùng thực lực hắn lập tức lấy ra một kiện đồ vật ông một cái tay bính kia ở trong tay hắn ấn một cái cái nút ông 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 ngay sau đó trong hư không đột nhiên truyền đến từng tiếng chung cảnh báo chung cảnh báo nháy mắt truyền khắp hơn phân nửa cái hình hoa tinh cầu ân ừ. đây là có cường giả ở hình hoa tinh cầu xúc phạm quy tắc. Mọi người hơi kinh hãi, nghe này chung cảnh báo, một ít cường giả lập tức hướng tới bay đến trên bầu trời. Vèo vèo vèo. Cùng lúc đó, chung cảnh báo vang lên, trên bầu trời từng chiếc khủng bố chiến hạm bay ra tới. Trong đó, còn có một cái ước chừng có trăm vạn km lớn nhỏ vũ trụ chiến hạm từ hư không kẻ hở nội chui ra tới, mặt trên một đám pháo ống ẩn chứa lạnh băng hơi thở. Tìm chết. Trên bầu trời, Vương Tiên nhìn đến toàn bộ tinh cầu nháy mắt vận chuyển, một đám cổ máy chiến tranh hiện lên, trên mặt lộ ra một tia khiếp sợ. Thương nghiệp tinh cầu, quả nhiên cường đại. Hắn ánh mắt lập lòe ánh sáng, nhìn đến kia vũ trụ chiến hạm trung có cường giả thân ảnh bay ra, trong mắt tràn ngập sát khí. Tự cho là đúng thương nghiệp tinh cầu khống chế giả, liền dám uy hiếp chính mình, vậy các ngươi muốn động thủ, Vương Tiên cũng tuyệt đối sẽ không khách khí. Sở hữu thành viên, chuẩn bị. Vương Tiên lành lạnh nói. Đáng chết, Vương Tiên vừa rồi giết hảo, gia hỏa kia quá kiêu ngạo, ta đương minh tinh nhiều năm như vậy vẫn là lần đầu tiên gặp được như thế kiêu ngạo đến gia hỏa. Ảnh gì, ngươi giúp ta khuếch đại âm thanh. Một bên vị trí, đế tinh nữ thấy như vậy một màn sắc mặt có chút nang kham, bay thẳng đến một bên ảnh gì nói. Hảo. Ảnh gì gật gật đầu. Ta là tinh nữ, hôm nay hình hoa tinh cầu khống chế giả tam hải môn kích thiếu gia, sắc tâm lớn tới, trực tiếp uy hiếp âm toàn, còn nói không đồng ý muốn đem nàng thế lực tiêu diệt. Thật là có ý tứ, ta tinh nữ cử hành buổi biểu diễn mấy ngàn tràng, đi khắp đế tinh vực các đại thương nghiệp tinh cầu, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế người, nhìn thấy như thế tinh cầu, buồn cười buồn cười. Thương nghiệp tinh cầu, hết thảy bình đẳng, hình hoa tinh cầu, rắc rưỡi một cái. Đế tinh nữ đầy mặt tức giận, trực tiếp mở miệng nói, ở ảnh gì khuếch đại âm thanh hạ, hình hoa tinh cầu mọi người toàn bộ nghe được rành mạch. Này! Đương nàng thanh âm vang vọng toàn bộ tinh cầu thời điểm, mọi người hơi hơi sửng sốt, trên mặt lộ ra kinh ngạc vô cùng thần sắc. Này tình huống như thế nào, ngoạ tào? hình hoa tinh cầu khống chế giả tam hải môn kích thiếu gia sắc tâm lớn tới đối âm toàn nữ thần gây rối còn trực tiếp uy hiếp hình hoa tinh cầu thế nhưng làm ra loại chuyện này ngoạ tàu, này con mẹ nó còn thương nghiệp tinh cầu đâu chó má hôm nay không trung sao trời chiến hạm là đối phó chúng ta tinh nữ thần mẹ nó đáng chết giờ khắc này toàn bộ hình hoa tinh cầu hơi hơi có chút sao động đêm qua xem buổi biểu diễn người đại bộ phận đều không có đi hiện tại nghe được tinh nữ thần thanh âm một đám vô cùng phẫn nộ ầm 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 ngay sau đó, ước chừng có mấy ngàn vạn người trực tiếp phẫn nổ bay đến trên bầu trời. Ngàn vạn không cần xem thường một minh tinh fans. Có đôi khi, một ít fans hành vi điên cuồng vô cùng. Không xong. Thanh âm này vang lên, khống chế hình hoa tinh cầu kiếm hoa tập đoàn, khu rừng đen tập đoàn cùng Tam Hải môn mọi người sắc mặt cuồng biến. Như thế nào trêu chọc đến tinh nữ thần. Hiện tại công kích chính là tinh nữ thần một đám người. Bọn họ sắc mặt cuồng biến, một đám tam đại thế lực đệ tử ngẩng đầu, hướng tới tín hiệu phóng ra vị trí bay đi đình chỉ công kích. Trên bầu trời, vũ trụ chiến hạm bên trong, một người lão giả đầy mặt âm trầm đứng ở phòng chỉ huy nội. Hắn sắc mặt âm trầm vô cùng. Phía dưới có tinh nữ thần ở. Hiện tại trí não thượng có người truyền tin nữ thần bối cảnh thâm hậu, có thể là đế đình đệ tử. Hiện tại mặc kệ thật giả, bọn họ đều không thể đủ tùy tiện công kích. Tin nữ thần nếu là chết ở bọn họ nơi này, kia trung ương khu vực những cái đó fans, sẽ diệt bọn hắn. Đình chỉ công kích. Còn lại địa phương, từng chiếc chiến hạm, một người danh cường giả cũng thu được tin tức một đám sắc mặt âm trầm vô cùng tin nữ thần mấy câu nói đó đối bọn họ hình hoa tinh cầu tuyệt đối là một cái trọng đại đã kích thương nghiệp tinh cầu vốn là phải làm đến an toàn mỗi người bình đẳng hết thảy lấy công bằng hành sự nếu không ngươi cái này liền những người khác an toàn đều bảo đảm không được liền công bằng đều làm không được ai dám ở ngươi nơi này làm buôn bán vạn nhất có một ngày ngươi trực tiếp đoạt bảo vật bọn họ tìm ai nói rõ lý lẽ đi một cái không công bằng thương nghiệp tinh cầu là sẽ không có người tới một khi thương nghiệp tinh cầu dòng người xói mòn, kia trên cơ bản liền phế đi. Tinh nữ một đoạn này lời nói, đối hình hoa tinh cầu đã kích rất lớn rất lớn. Rốt cuộc, tất cả mọi người sẽ không cho rằng tinh nữ thần nói dối. Đáng chết, Tam Hải môn rốt cuộc làm sự tình gì? Kiếm Hoa tập đoàn cùng khu rừng đen tập đoàn cường giả sắc mặt nang kham vô cùng, phẫn nộ mắng. Lúc này đây nếu như xử lý không tốt, đối hình hoa tinh cầu ảnh hưởng rất lớn. Ân. Có thể a tinh nữ. Trên bầu trời Vương Tiên nhìn đến vũ trụ chiến hạm dừng lại, nhìn đến một người danh cường giả cũng đứng lặng ở trên hư không trung, hơi hơi nhướng nhướng mày, cười triều nàng nói. Hừ, ngươi gia hỏa này không cần xem thường người. Đế tinh nữ hơi hơi ngẩng lên đầu, hướng tới hắn lạnh lùng nói. Nói ngươi béo ngươi còn xuyển đi lên, hảo, chúng ta đi. Vương Tiên cười cười, nhanh chóng hướng tới trong hư không bay đi. Hình hoa tinh cầu tam đại thế lực tuy rằng không có bất hủ thần vương thất giai cường giả tồn tại, nhưng cũng phải cẩn thận một ít. Đương nhiên, nếu như không phải không nghĩ không màng để tin nữ các nàng, vương tiên bọn họ có thể nháy mắt trở lại Long cung nội. Bất quá, ở đối phương không có tuyệt đối áp chế phía trước, vương tiên cũng sẽ không chủ động đào tẩu, này không phải hắn tính cách. Hắn sẽ mang theo Long cung thành viên đại náo một hồi. Ông. Vương tiên bọn họ vừa mới rời đi, bên này liền có thượng trăm cái thân ảnh bay qua tới. Không cần đuổi theo, bọn họ bên trong có bất hủ thần vương ngũ giai cường giả. Một người hắc y phục lão giả nhìn về phía biến mất thân ảnh, sắc mặt phi thường nang kham tấu chương xong. Chương 2542, truy nã. Dư luận vu hãm. Tam Hải Môn, các ngươi đang làm cái gì? Trong hư không, kiếm hoa tập đoàn khu rừng đen tập thể một chúng cường giả có chút tức giận chất vấn Tam Hải Môn chúng cường giả. Khi Long Cung Long Vương giết chúng ta kích thiếu gia, giết chúng ta vài tên bất hủ thần vương cường giả, chúng ta liền như vậy thả bọn họ đi. Một người Tam Hải Môn lão giả có chút phẫn nộ thấp giọng quát. Đáng chết, hiện tại tinh nữ thần trực tiếp chiêu cáo toàn bộ tinh cầu, nói chúng ta uy hiếp người, chúng ta cần thiết muốn đem chuyện này ảnh hưởng hạ thấp, nếu không đối chúng ta hình hoa tinh cầu đánh sâu vào rất lớn. Bên cạnh một người khu rừng đen tập đoàn lão giả âm lãnh thấp giọng quát. Lập tức tới thương nghị việc này. Kiếm hoa tập đoàn cường giả cũng là trầm khuôn mặt nói, lập tức hướng tới trên không vũ trụ chiến hạm bay đi. Tam hải môn một chúng cường giả sắc mặt đổi đổi, cũng đi theo bay qua đi. Lúc này đây, vốn chính là bọn họ tam hải môn gây ra. Phốt. Long Vương, Long Cung Long Vương, các ngươi đáng chết đáng chết đáng chết ta muốn giết các ngươi ta muốn tiêu diệt rớt các ngươi cùng lúc đó ở vào một mảnh cuồng cuộn hải dương nội một thanh niên ở vào thiên lam sắc đáy biển cung điện nội hắn trong miệng thốt ra máu tươi sắc mặt dữ tận phát ra từng tiếng phẫn nộ rít gào ngoài cửa thị vệ nghe thấy một đám thanh âm trên mặt tràn ngập kinh sợ thần sắc giang nhi làm sao vậy đúng lúc này một cái lão giả đi vào tới hướng tới phòng nội thân ảnh nói phụ thân thiên thần cũ sen chế tạo phân thân bị đánh chết ta bị người giết kích thiếu giảng đôi mắt huyết hồng hướng tới lão giả nói cái gì lão giả thân hình dừng lại trên người nháy mắt bột phát ra khủng bố sát khí chính mình nhi tử thượng một lần ngã xuống hắn không tiếc lấy ra trân quý vô cùng chí bảo thiên thần cũ sen cấp chi tạo hai cái thân hình chính là vì phòng ngừa sự tình lại phát sinh loại này chí bảo hiếm thấy vô cùng trân quý vô cùng nhưng này cũng không phải quan trọng nhất quan trọng nhất chính là có người dám giết hắn nhi tử nếu như không có chí bảo lúc này đây con của hắn liền hoàn toàn ngã xuống Ông. Đúng lúc này, trên người hắn trí não rung rẩy, đương hắn nhìn đến mặt trên tin tức khi sắc mặt khẽ biến. Giang Nhi, thù này phụ thân cho ngươi báo. Hắn nói, thân ảnh nháy mắt biến mất. Hình hoa tinh cầu trên không hư không kẻ hở nội vũ trụ chiến hạm nội, gần 200 danh bất hủ thần vương cường giả ngồi ở chỗ kia. Tam đại thế lực phân biệt ở vào một cái phương vị. Tam Hải môn môn chủ tới. Khu rừng đen tập đoàn cầm đầu một người lão giả nhìn về phía Tam Hải môn môn chủ, nhàn nhạt nói: có người dám ở chúng ta hình hoa tinh cầu nháo sự giết không tha tam hải môn môn chủ sắc mặt tràn ngập sát khí trực tiếp mở miệng quát chuyện này đợi lát nữa bàn lại hiện tại trước giải quyết tinh nữ thần ảnh hưởng sự tình đi kiếm hoa tập đoàn cầm đầu lão giả mặt âm trầm nói tam hải môn môn chủ nhìn đến hai đại thế lực nhìn chằm chằm chính mình sắc mặt biến ảo ngồi ở trên chỗ ngồi hiện giờ bởi vì tinh nữ thần một câu đối chúng ta ảnh hưởng rất lớn nhìn xem hiện giờ trí não thượng đối chúng ta đánh giá nhìn xem hiện tại hình hoa tinh cầu một ít tinh nữ thần fans náo động. Khu rừng đen tập đoàn cầm đầu lão giả cánh tay vung lên, trí não thượng về hình hoa tinh cầu sự kiện đã điên rồi. Bởi vì tinh nữ thần lực ảnh hưởng, toàn bộ đều là chửi rủa bọn họ hình hoa tinh cầu, thậm chí còn có không ít trung ương khu vực fans thông qua vị trí tìm tòi, lại đây mắng bọn họ. Toàn bộ hình hoa tinh cầu, nháy mắt trở thành mọi người đòi đánh giống nhau tồn tại. Hơn nữa này trong đó không ngại có tinh nam tinh hệ mặt khác bốn cái thương nghiệp tinh cầu đang âm thầm quạt gió thêm củi một đám có không tin nóng toàn bộ ra tới. Một khi xử lý không tốt, toàn bộ hình hoa tinh cầu sẽ gặp đến đã kích to lớn, ít nhất sẽ lệnh dòng người thất một nửa. Một khi sói mòn như thế nhiều, khi bọn họ hình hoa tinh cầu sẽ càng ngày càng xuống dốc. Tổn thất khó có thể tính toán. Hiện tại chúng ta cần thiết muốn ổn định thế cục. Kiếm hoa tập đoàn cầm đầu lão giả mở miệng nói. Bọn họ ở chúng ta thương nghiệp tinh cầu giết người, giết ta nhi tử, giết ta thủ hạ, đối phương trước xúc phạm quy củ, chúng ta có gì sợ. Tam Hải Môn Môn chủ lạnh băng nói: "Tinh nữ thần lực ảnh hưởng quá lớn, chúng ta không giải thích không được, bất quá chúng ta nơi này cũng có chứng cứ, hiện giờ thế cục còn có thể đủ tiếp thu." Đến nỗi kế tiếp sự tình, chuyện này là các ngươi Tam Hải Môn khiến cho, các ngươi giải quyết kia Long cung Long vương, làm cho bọn họ biết xúc phạm chúng ta hình hoa tinh cầu quy cũ kết cục. Khu rừng đen tập đoàn cầm đầu lão giả hướng tới Tam Hải Môn Môn chủ nói: "Yên tâm, này Long cung giao cho chúng ta, ta muốn cho bọn họ đau đớn muốn chết." Tam Hải Môn Môn chủ lạnh lạnh quát: mặt khác tuyên bố tinh nam tinh hệ toàn diện truy nã, thế lực khác nhìn đến, chẳng sợ sẽ không tróc nã bọn họ, cũng sẽ không làm cho bọn họ bước vào tinh cầu nội. Khu rừng đen tập đoàn cầm đầu lão giả tiếp tục bổ sung nói. Đem long cung long vương bọn họ ở hình hoa tinh cầu giết người trong hình truyền trí não thượng, dụng đẫm một chút. Lão giả nói xong, thân hình trực tiếp biến mất. Một bên một đám người lập tức hành động lên. Bọn họ đem vệ tinh quay chụp xuống dưới hình ảnh các nối biên tập hảo, lập tức lấy hình hoa tinh cầu danh nghĩa truyền tới trí não thượng thị phi hắc bạch thỉnh xem video. Long cung Long Vương chém giết chúng ta hình hoa tinh cầu người, xúc phạm quy củ, chúng ta đem lấy hình hoa tinh cầu quy củ, đối này tiến hành thẩm phán. Một cái trên video truyền đi lên, lập tức điên cuồng ở trí não thượng truyền bá lên. Cùng lúc đó, ở mênh mang sao trời trung, Vương Tiên bọn họ một đám người ở trong vũ trụ xuyên qua, hướng tới sinh mệnh tinh cầu phương hướng bay đi. Bọn họ muốn thông qua sinh mệnh tinh cầu truyền tống trận tiến hành trung chuyển. Tiểu Tiên, lúc này đây đều là ta không hảo. Là nha, đều do âm toàn ngươi quá xinh đẹp, quá nhận người thích. Vũ trụ trung, đường âm toàn vừa mới mở miệng tự trách nói, liền bị vương tiên trực tiếp đánh gãy. Này lệnh nàng trừng mắt nhìn trừng vương tiên, trên mặt lộ ra mỉm cười. Tam hải môn mà thôi, chính là toàn bộ hình hoa tinh cầu tam đại thế lực, chúng ta cũng không sợ. Vương tiên sờ sờ đường âm toàn đầu, tiếp tục nói. Này đàn gia hỏa quá kiêu ngạo, ta đương nhiều năm như vậy minh tinh đều không có gặp được loại này hỗn trướng, hừ. Một bên đế tinh nữ hơi hơi khó chịu nói. Ông ông ông. Đúng lúc này, đế tinh nữ nhìn nhìn trí não không ngừng rung rẩy, hiển nhiên có rất nhiều fan hướng tới nàng gửi đi tin tức. Ân. Hình hoa tinh cầu đám kia hỗn trướng, thế nhưng đem vương tiên ngươi giết người video truyền tới trí não thượng, dẫn đường dư luận. Nàng nhìn đến trí não thượng tin tức khi, hơi hơi nhướng nhướng mày. Nga. Bọn họ hẳn là sợ ngươi lực ảnh hưởng đi. Vương tiên hơi hơi nhíu mày, lấy ra trí não. Quả nhiên, ở trí não thượng, vô số nhiệt nghị về hình hoa tinh cầu đề tài, một cái hình hoa tinh cầu phát biểu video nhiệt độ rất cao video đúng là vương tiên ra tay chém giết tam hải môn một chúng cường giả hình ảnh ân ừ. nguyên lai like là kia long cung long vương động thủ trước này này rõ ràng là tam hải môn có đệ tử hướng âm toàn nữ thần thổ lộ còn tặng như thế trân quý lễ vật kia long cung long vương thế nhưng tàn nhẫn đưa bọn họ giết này long vương hảo tàn bạo người khác chỉ là thổ lộ thôi hắn thế nhưng đem tam hải môn một đám người toàn bộ giết là bọn họ xúc phạm hình hoa tinh cầu quy cũ không có giọng nói không làm đánh giá. Cái gì không làm đánh giá? Nhìn không tới hình ảnh sao? Cho dù là kia tam hải môn đệ tử lại như thế nào không đúng, cũng không thể giết người A, xúc phạm thương nghiệp tinh cầu quy củ, nên đền tội, tinh nữ thần hiển nhiên cố ý thiên vị bọn họ. Một đám tin tức ở trí não thượng điên cùng truyền bá. Tấu chương xong. Chương 2543, xuất chinh long cung. Hình hoa tinh cầu tuyên bố video, phía dưới có vô số bình luận, Hình hoa tinh cầu đại biểu cho Tam đại thế lực, ở bọn họ bản thổ nơi này, Tam đại thế lực đệ tử tự nhiên giúp đỡ chính mình thế lực nói chuyện. Hơn nữa, cũng không phải mỗi người đều là đế tinh nữ fan. Video vừa ra, vô số người khiển trách kia Long cung Long vương, tàn bạo vô cùng, một lời không hợp liền muốn giết người. Rất nhiều người duy trì hình hoa tinh cầu chế tài Long cung cái này thế lực, làm cho bọn họ biết xúc phạm bọn họ hình hoa tinh cầu quy củ kết cục. Vô số người sôi nổi khiển trách, trong đó còn kèm theo nói tinh nữ thần ỷ vào chính mình có được không ít fan cố ý đổi trắng thay đen. Hình hoa tinh cầu, ha hả. Vương tiên nhìn đến mặt trên, ánh mắt lộ ra một tia sắc lạnh. Này đàn đê tiện gia hỏa, hừ hừ hừ, may mắn ta để lại một tay, cùng bổn cô nương đấu, lúc này đây khiến cho các ngươi tổn thất thảm trọng. Đột nhiên, một bên đế tinh nữ giảo hoạt cười cười, bắt đầu đùa nghịch trí não. Ân. Vương tiên nhìn về phía đế tinh nữ. Hì hì hì, đi một chút, chúng ta chạy nhanh hồi long cung, hảo một bên ăn mỹ thực, một bên xem diễn. Thực mau, đế tinh nữ thúc giục nói. Mà ở đế tinh nữ chủ trang thượng đồng dạng phát biểu một cái video. Video tên bị nàng đặt tên, ác bá, đây là hình hoa tinh cầu cái gọi là quy cũ. Video trung một màn cùng hình hoa tinh cầu tuyên bố giống nhau, bất đồng chính là, hình hoa tinh cầu này đây vệ tinh chụp xuống, nghe không được bất luận cái gì thanh âm. Video còn lại là lấy đế tinh nữ vì thị giác, thanh âm tất cả mọi người có thể rõ ràng mà nghe được. Nói cách khác, toàn bộ quá trình bị toàn bộ ký lục xuống dưới đế tinh nữ lực ảnh hưởng cùng truyền bá tốc độ cũng không phải là hình hoa tinh cầu có thể so. Nàng một cái tin tức, toàn bộ đế tinh vực đều đã biết. Ngư bức ngư bức, một cái hẻo lánh tiểu địa phương thế nhưng có như vậy ác bá, kiến thức tới rồi. Loại này dừng bút, ngốc bức, đặt ở chúng ta trung ương khu vực đã sớm bị lộng chết. Giết hảo, kiêu ngạo. Loại người này còn dám kiêu ngạo, quả thực là chính mình tìm đường chết. Hình hoa tinh cầu còn muốn che giấu, thật là khôi hài, nhìn xem hình hoa tinh cầu tam hải môn đệ tử sắc mặt, lợi hại như vậy sao? Hình hoa tinh cầu tam đại thế lực khống chế giả đệ tử, coi trọng cái nào nữ nhân cần thiết muốn phục tùng, nếu không uy hiếp tiêu diệt ngươi. Thực mau, toàn bộ video hỏa bạo lên, hình hoa tinh cầu mới vừa phát video nháy mắt bị vả mặt, này trong nháy mắt lệnh hình hoa tinh cầu chửi rủa một mảnh. Hỗn trướng, nhìn xem các ngươi tam hải môn làm chuyện tốt. Đương khu rừng đen tập đoàn cùng kiếm hoa tập đoàn nhìn đến này video thời điểm, một đám cường giả bạo nộ vô cùng. Có cái này video, bọn họ là có lý đều nói không rõ lấy đế tinh nữ ảnh hưởng, lấy tinh nam tinh hệ mặt khác bốn cái thương nghiệp tinh cầu âm thầm cạnh tranh, bọn họ hình hoa tinh cầu lúc này đây tuyệt đối tổn thất thảm trọng vô cùng. Một cái thương nghiệp tinh cầu lợi nhuận chính là phi thường khủng bố, nếu không một chúng đỉnh cấp thế lực cũng sẽ không thành lập thương nghiệp tinh cầu. Khu rừng đen tập đoàn cùng kiếm hoa tập đoàn cao tầng lập tức đuổi lại đây, đồng thời cũng đem Tam Hải môn cường giả lại lần nữa kêu lại đây. Lúc này đây tổn thất từ các ngươi Tam Hải môn toàn quyền phụ trách khu rừng đen tập đoàn cùng kiếm hoa tập đoàn hai đại cao tầng nhìn chầm chầm tam hải môn môn chủ sắc mặt lạnh băng quát lúc này đây tổn thất chúng ta tự nhiên phụ trách tam hải môn môn chủ dựa vào ghế trên đầy mặt âm trầm thấp giọng quát hết thảy đều là bởi vì con hắn hắn cũng không có bất luận cái gì biện pháp kế tiếp còn có cái gì tổn thất chúng ta một mình gánh chịu tam hải môn môn chủ rộng mở đứng lên sắc mặt âm lãnh lập tức rời đi thật là sinh một cái hảo nhi tử cũng mệt bọn họ tam hải môn từ bọn họ này một thế hệ nắm chắc quyền to, nếu không những người khác như thế nào sẽ đồng ý. Khu rừng đen tập đoàn cùng kiếm hoa tập đoàn hai gã cao tầng nhìn tam hải môn môn chủ rời đi, cao mày nói. Sở hữu tam hải môn đệ tử, tùy bản môn chủ xuất chinh. Một giờ sau, tam sao biển cầu, hải dương diện tích chiếm cứ 90%. Tam hải môn môn chủ huyền phù ở mặt biển trên không, đầy mặt sát khí quát. Là môn chủ. Hải dương nội, một đám thân xuyên thiên lam sắc khôi giáp cường giả bay ra tới, trên mặt tràn ngập cùng bạo khí thế. Mỗi người đều như hải dương trung đứng đầu người săn thú, cuồn cuộn, cường đại. Tam xoa quân đoàn. Cùng cá mập quân đoàn. Kinh đào quân đoàn. Một đám tam hải môn bất hủ thần vương cường giả phát ra một tiếng lạnh băng tiếng hô. Ở bọn họ phía sau, sắp hàng chỉnh tề tướng sĩ, thuần một sắc vĩnh hằng thần chủ cường giả. Tam hải môn năm đại quân đoàn thứ ba, mỗi một cái quân đoàn 15 vạn người, mỗi một cái quân đoàn 30 danh bất hủ thần vương cường giả. Môn chủ. Môn chủ. Theo sát, một đám thân ảnh bay qua tới, hướng tới Tam Hải môn môn chủ cung kính mà hô. Bốn năm chục cái thân ảnh, trong đó bất hủ thần vương ngũ giai đều có bảy tám cái. Long cung Long vương giết chúng ta Tam Hải môn cường giả, làm lơ hình hoa tinh cầu quy cũ, tiến đến diệt cung. Tam Hải môn môn chủ tràn ngập sát khí quát. Là sở hữu tông môn quân đoàn cường giả lập tức lớn tiếng quát. Môn chủ, kia Long cung cùng hỗ loạn yêu quốc quan hệ không tồi, chúng ta muốn hay không lại điều tra một chút tam hải môn một người lão giả hơi hơi nhíu mày đi qua đi nhỏ giọng nói không cần để ý tới hỗ loạn yêu quốc đang ở cùng chém yêu tông đại chiến bọn họ sẽ không tham dự tiến vào bước lên hải thần chiến hạm tam hải môn môn chủ lạnh lùng nhìn lão giả liếc mắt một cái điên cuồng hét lên một tiếng lão giả hơi hơi bất đắc dĩ môn chủ ở tam hải môn có tuyệt đối uy nghiêm cùng khống chế lực hắn nói bất luận kẻ nào đều thay đổi không được bất quá cũng may môn chủ còn tính anh minh lúc này đây lửa giận công tâm cũng chỉ là tấn công một cái hẻo lánh thế lực, sẽ không có cái gì vấn đề. ầm ầm ầm. Lúc này, ở một bên vị trí, một cái khổng lồ vô cùng chiến hạm từ hải dương trung dâng lên. Chiến hạm ước chừng có cách viên 5-600 km lớn nhỏ, tản ra kim loại quang huy cùng dày nặng, hoặc nhìn khủng bố vô cùng. Ào ào xôn xao. Ngay sau đó, tam hải môn các đệ tử hướng tới chiến hạm thượng bay đi. Một cái hẻo lánh nơi thế lực, dám giết Giang Nhi, dám ở hình hoa tinh cầu nháo sự, là kia tin nữ cho ngươi dũng khí, vẫn là hỗ loạn yêu quốc cho ngươi dũng khí. Lúc này đây chẳng sợ diệt không xong các ngươi toàn bộ, cũng muốn đem các ngươi sở hữu sao trời phá hủy. Tam Hải môn môn chủ đứng ở chiến hạm phía trước nhất, trên người bộc phát ra khủng bố năng lượng. Xuất phát. ầm ầm ầm. Hải thần chiến hạm tản mát ra lộng lẫy lam quang, hướng tới trong hư không bay đi. Tam Hải môn bên này phát sinh như thế đại động tĩnh, căn bản giấu giếm không được. Thực mau. Tam Hải môn môn chủ xuất lĩnh đại quân nhảy vào sao trời tin tức liền ở trí não thượng truyền bá mở ra. Hiện giờ trí não thượng phong bình nghiêng về một bên, nơi nơi đều là mắng hình hoa tinh cầu. Hừ, mặc kệ như thế nào, chúng ta không có ở hình hoa tinh cầu động thủ giết người, khi Long cung Long vương dám phạm chúng ta hình hoa tinh cầu quy cũ, liền phải trả giá hủy diệt đại giới. Bất quá hình hoa tinh cầu tam đại thế lực, Tam Hải môn một ít đệ tử còn lại là đầy mặt lạnh băng phát ra cuối cùng riết gào. Xúc phạm bọn họ hình hoa tinh cầu quy củ, liền phải trả giá huyết đại giới tấu chương xong. Chương 2544, ông cây đợi thỏ. Tam Hải môn cường giả xuất chinh thế muốn tiêu diệt rất phá hủy Long cung. Mà lúc này, Hình Hoa Tinh Cầu lại lần nữa phát biểu một cái ngôn luận. Ở Hình Hoa Tinh Cầu nội, chúng ta sẽ không làm bất luận cái gì trái với thương nghiệp tinh cầu sự tình phát sinh, lúc này đây sự kiện, chúng ta Tam Hải môn đệ tử cũng không có động thủ. Bất luận cái gì phạm vi Hình Hoa Tinh Cầu quy tắc, đều phải thừa nhận hắn khó có thể tiếp thu đại giới, này cũng bao gồm chúng ta Hình Hoa Tinh Cầu Tam đại thế lực dư luận đã một mảnh đảo hình hoa tinh cầu cũng không có cách nào chỉ có thể đủ dời đi mục tiêu này một cái thanh minh nói cho mọi người tam hải môn đệ tử tuy rằng có sai nhưng là bọn họ cũng không có xúc phạm thương nghiệp tinh cầu quy củ đồng dạng bất luận cái gì xúc phạm quy củ giả đều phải trả giá thảm trọng đại giới bọn họ này một thanh âm là ở trấn an hình hoa tinh cầu một ít thương gia trấn an tinh nam tinh hệ nhân tâm chỉ cần bọn họ hình hoa tinh cầu không bị người cho rằng là không hề trật tự tinh cầu này liền có thể ngày sau bọn họ cũng có thể đủ chậm rãi khôi phục. Hình hoa tinh cầu này một cái thông cáo tuy rằng đế tinh nữ fans không mua trướng, nhưng tinh nam tinh hệ một ít thế lực cũng biết, chuyện này không động đậy tinh nam tinh hệ căng cơ. Rốt cuộc lúc này đây hình hoa tinh cầu người không có xúc phạm quy củ. Đã trở lại đã trở lại, vương tiên, làm người chuẩn bị một chút mỹ thực, chúng ta chuẩn bị xem diễn. Đuổi mười mấy giờ lộ đế tinh nữ một hồi đến Long Cung liền mở miệng nói. Nàng lập tức lấy ra trí não nhìn nhìn. Ân, Bất quá đương hắn mới vừa lấy ra trí não thời điểm, liền hơi hơi nhíu mày. Vương Tiên có một kiện không tốt sự tình. Đế tinh nữ nhìn trí não thượng tin tức, lập tức hướng tới Vương Tiên nói. Nga! Sự tình gì? Vương Tiên ánh mắt nhìn lại, lập tức đi đến nàng bên cạnh. Tam hải môn môn chủ tự mình mang cường giả muốn tiến đến hủy diệt Long Cung, bọn họ nói muốn cho Long Cung trả giá thảm thiết đại giới. Đế tinh nữ có chút ngưng trọng hướng tới hắn. Quy thừa tướng, làm ngươi điều tra tam hải môn tình huống, điều tra như thế nào? Vương Tiên lập tức hướng tới một bên quy thừa tướng hỏi. Long Vương, căn cứ chúng ta điều tra, Tam Hải môn thực lực so dĩ vãn hỗ loạn yêu quốc hiếu thắng một chút, bất hủ thần vương lục giai cường giả bốn gã, còn lại một chúng cường giả hơn 400 danh. Quy thừa tướng lập tức hội báo nói. Bốn gã sao? Vương Tiên hơi hơi nhướng nhướng mày. Bốn gã không có khả năng toàn bộ đã đến, nhiều nhất đến hai cái, chúng ta Long Cung thực lực ở bọn họ trong mắt như thế chi nhược, hẳn là sẽ không phái quá nhiều đỉnh cường giả bất quá còn lại cường giả bọn họ hẳn là sẽ không phái quá ít, rốt cuộc bọn họ muốn phá hủy chúng ta. Quy thừa tướng nhàn nhạt cười cười, vẫn chưa cảm thấy quá lớn nguy cơ. Ha ha, cho dù là toàn bộ đã đến, chúng ta cũng không sợ chút nào. Vương tiên hơi hơi nheo lại đôi mắt, hiện giờ Long Cung bất hủ thần vương lục giai cường giả tuy rằng chỉ có một người, nhưng là ngũ giai cường giả nhiều a. À. Hiện giờ có hơn 40 danh, lấy Long Cung cường giả thực lực, 10 cái người liên thủ liền có thể vượt cấp mà chiến, đủ để chống cự bốn gã bất hủ thần vương lục giai cường giả. Hơn nữa Long Cung còn có một ngàn nhiều danh bất hủ thần vương, toàn bộ tam hải môn đều lại đây, hắn đều không sợ. Bất quá nếu đối phương nói muốn hủy diệt chúng ta, chúng ta đây cũng muốn hảo hảo chuẩn bị một chút, cho bọn hắn một kinh hỉ. Vương Tiên trong mắt lập lòe ánh sáng. Căn cứ vi thần phỏng đoán, bọn họ hẳn là từ lo mạng hoang thú viên phương hướng lại đây, đến lúc đó trước kia thiết huyết liên minh sẽ là tiền tuyến. Long Vương, chúng ta có thể ở nơi đó bố hảo trận pháp, chờ đợi bọn họ đã đến, cho bọn hắn một đòn trí mạng. Quy thừa tướng nói đi chúng ta lập tức qua đi, nếu bọn họ tìm chết, chúng ta đây liền thành toàn bọn họ, lúc này đây, bất hủ thần vương lục gia dưới, tất cả đều muốn chết. Vương tiên trên mặt lộ ra tàn nhẫn sắc. Tam hải môn đệ tử dám mơ ước đường âm toàn, dám như thế kiêu ngạo, là chính bọn họ tìm chết, hiện tại còn dám giống trống khu chiên, chút nào không đem long cung đặt ở trong mắt công kích mà đến. Kia, khiến cho bọn họ biết sở hữu hết thảy đại giới. Âm toàn, các ngươi ở long cung nội ngốc, quy thừa tướng, mang lên hỏa chủ y nhất tộc mọi người, Vương Tiên lập tức nói, hướng tới truyền tống trận vị trí đi đến. Hỏa chủ y nhất tộc, hỏa kim long loại. Thần long nhất tộc rèn chi thuật mạnh nhất long chủng, hiện giờ bọn họ vẫn luôn ở học tập trận pháp một đạo. Hỏa chủ y nhất tộc lão tộc trưởng cùng với đoạn kim minh, hiện giờ đều có được bất hủ thần vương ngũ giai sức chiến đấu. Bọn họ đồng dạng khống chế hắc động nhiễu không trận pháp, khóa không hai loại vây trận địa địch pháp. Lúc này đây, Vương Tiên muốn đem này trận pháp bao trùm khắp sao trời. Là Long Vương. Quy thừa tướng lập tức gật gật đầu, thông tri một tiếng, lập tức tam vạn danh hỏa kim long loại đuổi tới truyền tống trận chỗ. Tam vạn hỏa kim long loại, yếu nhất không thua kém vĩnh hằng thần chủ ngũ giai. Ông, vương tiên bọn họ thân hình vừa động, lập tức truyền tống đến trước kia thiết huyết liên minh một viên trên tinh cầu. Phong tỏa sao trời, bày ra hắc động nhiễu không trận pháp, bày ra khóa không trận pháp. Vương tiên mang theo bọn họ đi vào trong hư không. Ở trên hư không trung, có một đạo thiết huyết liên minh trước kia đối kháng hoang thú phòng tuyến. Vương tiên cùng một chúng hỏa kim long loại bay qua đi, lập tức mệnh lệnh nói. Là Long Vương. Một chúng hỏa kim long loại lập tức gật gật đầu, bắt đầu ở trên hư không trung bày ra trận pháp. Vương tiên cánh tay vừa động, một đám trận pháp la bàn xuất hiện ở trong tay, lập tức bắt đầu ở trận pháp la bàn thường khắc trận pháp. Ông ông ông. Sở hữu hỏa kim long loại cùng vương tiên lập tức hành động lên. Năm cái giờ sau, toàn bộ hư không che kín rậm rạp trận pháp, trận pháp chỉ có hai loại, hắc động nhiễu không, khóa không trận pháp. Bố trí nhiều như vậy trận pháp, Chủ yếu đó là vì ứng đối bất hủ thần vương lục giai cường giả phá hư. Hai loại trận pháp bố trí hảo lúc sau, lão tộc trưởng cùng đoạn Kim Minh liền bắt đầu bố trí ẩn nấp trận pháp. Bọn họ bố trí ẩn nấp trận pháp, bất hủ thần vương lục giai cũng muốn cẩn thận điều tra mới có thể đủ phát hiện. Phía sau vị trí, Vương tiên trực tiếp chế tác hơn 100 trận pháp la bàn, toàn bộ đều là có thể vây khốn bất hủ thần vương lục giai dưới cường giả. Quy thừa tướng đem sở hữu Long cung thành viên phái qua đi, bất hủ thần vương trước tới 100 nhiều danh còn lại ẩn nấp ở chung quanh Long cung nội, chờ đợi tùy thời chi viện. Vương Tiên làm tốt trận pháp la bàn, hướng tới Quy thừa tướng mệnh lệnh nói: "Là Long Vương." Quy thừa tướng gật gật đầu. Thật mau, ở vào chung quanh từng viên trên tinh cầu, 20 vạn danh Long cung thành viên mênh mông cùng cuộn bay qua tới. Này 20 vạn danh Long cung thành viên, thuộc về Long tương đối nhược một đám. Chân chính cường đại, đều ở Long cung nội đợi mệnh. Qua, Vương Tiên, ngươi quả thực quá âm hiểm, thế nhưng ở chỗ này ôm cây đợi thỏ, đế tinh nữ đi theo long cung một chúng thành viên lại đây, nhìn sừng sững ở chiến tuyến phía trước vương tiên, cười nói. Ha ha! Vương tiên cười cười, ông cây đợi thỏ cái này từ dùng không tồi. Hắn hơi hơi nheo lại đôi mắt, khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Ánh mắt nhìn về phía phía trước hư không, lẳng lặng chờ đợi. Cùng lúc đó, ở vào lo mạng hoang thú viên trên không vị trí, một con thuyền khổng lồ vô cùng hải thần chiến hạm gào thét mà qua. Môn chủ, còn muốn 5 phút, liền bước vào kia hẻo lánh địa vực. Chiến hạm tổng chỉ huy trong nhà, một người lão giả hướng tới Tam Hải Môn Môn chủ hội báo nói. Ta muốn phá hủy bọn họ sở hữu địa bàn. Tam Hải Môn Môn chủ hơi hơi ngẩng lên đầu, trên mặt tràn ngập lành lạnh chi sắc. Tấu chương xong. Chương 2545, chỉ trốn một người tinh nam tinh hệ chấn động thượng. Môn chủ, kia Long cung thực lực hẳn là cũng không yếu, chúng ta vẫn là yêu cầu chú ý một chút. Thật lớn vô cùng hải thần chiến hạm thượng, Tam Hải Môn trưởng lão cảm thụ được môn chủ cùng bạo sát ý, nhỏ giọng nhắc nhở nói ta tới ngăn cản bọn họ sở hữu cường giả, còn lại giao cho các ngươi. Tam hải môn môn chủ ánh mắt nhìn chầm chầm phía trước, lạnh lùng nói. Là môn chủ. Tam hải môn trưởng lão hơi hơi gật gật đầu. Lúc này đây bọn họ tiến công mà đến, cũng không phải vì hủy diệt Long Cung, loại này cấp bậc thế lực rất khó diệt sạch, thần vương một trốn đi, rất khó tìm đến. Bọn họ chủ yếu mục đích đó là vì phá hủy Long Cung một đám căn cứ địa, từng viên tinh cầu, lệnh chi trả giá thảm trọng đại giới. Nếu như kia Long Cung dám ngăn cản, có môn chủ tự mình ra tay, chống cự chính là tìm chết. Hải thần chiến hạm gào thét, tam hải môn một chúng thần vương đứng thẳng ở tổng chỉ huy trong nhà, lạnh băng nhìn chầm chầm phía trước. Khoảng cách càng ngày càng gần. Tích tích tích. 4 phút sau, chiến hạm thượng phát ra nhắc nhở thanh âm. Môn chủ, phát hiện phía trước có khổng lồ năng lượng dao động, có ước chừng hơn 20 vạn người ở trên hư không trung, phát hiện đại lượng trận pháp dao động, hẳn là ở mai phục chúng ta. Một người bất hủ thần vương thao tác hải thần chiến hạm, nhìn đến mặt trên tin tức lập tức nhắc nhở nói ha hả thế nhưng còn dám ở chỗ này nên đón chúng ta đem trận pháp bố trí ở trên hư không trung chờ đợi chúng ta vọt vào đi sao ấu trĩ tam hải môn môn chủ trên mặt lộ ra trào phúng thần sắc dọn dẹp trận pháp tam hải môn môn chủ lạnh lùng nói là thao tác hải thần chiến hạm bất hủ thần vương gật gật đầu trên mặt lộ ra một tia trào phúng ông hắn ấn xuống một cái cái nút chiến hạm phía trước lộ ra một loạt màu đỏ năng lượng thông đạo Ông. ngay sau đó một cổ màu đỏ xạ tuyến trực tiếp xé rách không gian hướng tới phía trước quét ngang mà đi xạ tuyến trực tiếp bao trùm phạm vi vài trăm triệu km ầm 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 đương xạ tuyến tiến vào trận pháp trong phạm vi thời điểm từng luồng trận pháp bạo liệt thanh âm truyền đến môn chủ phía trước kia hơn hai mươi vạn người đã phân bố hảo bất hủ thần vương cường giả một trăm năm mươi nhiều người còn lại toàn bộ đều là vĩnh hằng thần chủ cấp bậc tam hải môn trưởng lão thanh âm vang lên trên mặt mang theo một tia mỉm cười một đám tiền chết đồ vật, chuẩn bị, vĩnh hằng thần chủ cấp bậc toàn bộ đưa bọn họ lưu lại nơi này. Cái kia Long Vương giao cho ta tới xử lý. Tam Hải môn môn chủ trên mặt lộ ra lành lạnh thần sắc. Ào ào xôn xao. Ngay sau đó, Hải thần chiến hạm dâng lên một đám bông tàu, một người danh Tam Hải môn đệ tử đứng ở mặt trên, lạnh băng nhìn chầm chầm phía trước. Không thành vấn đề đi. Trước kia thiết huyết liên minh tiền tuyến vị trí, Vương Tiên đứng ở nơi đó, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, mở miệng nói. Không thành vấn đề, Lão Phu chính là thần đế, chỉ bằng điểm này khoa học kỹ thuật liền muốn bài trừ ta ẩn nấp trận pháp, căn bản không có khả năng, cho dù là máy móc nhân chủng tộc tới cũng không được. Một thanh âm truyền vào đến vương tiên trong đầu, làm hắn trên mặt lộ ra tươi cười. Hắn ánh mắt lập lòe nhìn kia khổng lồ vô cùng hải thần chiến hạm tiến vào đến phía trước trong phạm vi. Công kích. Vương tiên nhìn đến phía trước chiến hạm, trên mặt lộ ra lạnh lạnh thần sắc, lớn tiếng mệnh lệnh nói. Trống trống trống. Long cung một chúng thành viên phát ra rít gào, trực tiếp đón nhận kia hải thần chiến hạm công kích mà đi. Ha ha a, à, một đám không biết sống chết đồ vật, sát. Hải thần chiến hạm phòng chỉ huy nội, Tam Hải môn môn chủ trên mặt lộ ra kinh thường cùng lành lạnh, hắn thân hình vừa động, ánh mắt tập trung vào Vương Tiên, trong tay xuất hiện một cái giam cầm vòng. Dám giết ta nhi tử, hôm nay muốn đem làm ngươi sống không bằng chết. Hắn trong mắt huyết hồng một mảnh, thân hình nháy mắt xuất hiện ở hải thần chiến hạm phía trước. Ông. Đường hắn xuất hiện nháy mắt, trong tay giam cầm vòng nháy mắt hướng tới Vương Tiên rơi đi hải thần chiến hạm thần đào pháo công kích thao tác hải thần chiến hạm bất hủ thần vương ánh mắt lộ ra hưng phấn trực tiếp ấn xuống mấy cái cái nút ca từng hàng kim loại va chạm thanh âm vang lên ngay sau đó từng luồng khủng bố pháp tắc đạn pháo bay thẳng đến phía trước oanh kích mà đi diện tích che phủ đạt tới thượng trăm triệu km này công kích nếu như dừng ở trên tinh cầu có thể trực tiếp phá hủy một viên tinh cầu hải thần chiến hạm công kích tương đương với 20 cái bất hủ thần vương tứ giai cường giả toàn lực một kích đây là hải thần chiến hạm cường đại tam hải môn mạnh nhất xuất chinh chiến hạm sóng to gió lớn ở trên hư không trung vang lên chung quanh trên tinh cầu một ít cường giả cảm thụ được này khủng bố năng lượng trên mặt tràn ngập chấn động chi sắc t đây là cái gì cấp bậc chiến đấu có người cùng long cung cường giả chiến đấu bọn họ đầy mặt hoảng sợ ngẩng đầu lên nhìn hư không trống trống giao cho chúng ta ngự long long chủng tới ngăn cản phía trước nhất vị trí thổ tinh quy nhất tộc thủ lĩnh nhìn đến chiến hạm công kích trong mắt gần sóng bất kinh hắn hét lớn một tiếng, cánh tay vung lên. Chung quanh, từng con tiến hóa vì ngự long long chủng thổ tinh quy đồng dạng cánh tay vung lên. Một cái huyền ảo màu xám tấm trắng trực tiếp hiện lên ở trên không, tấm trắng thượng long quy hiện ra. Ầm ầm ầm. Thần đào pháo bị dễ như trở bàn tay ngăn cản trụ. Cái gì? Ngăn cản ở? Hải thần chiến hạm thượng, tên kia bất hủ thần vương hơi hơi sửng sốt. Hừ. Có chút thực lực. Chiến hạm bên ngoài, Tam Hải môn môn chủ thấy như vậy một màn, trên mặt lộ ra sắc lạnh. Cánh tay hắn vung lên, chung quanh không gian bắt đầu hỏng mất, giam cầm vòng trực tiếp ở không gian kẻ hở trung phi hành, nháy mắt xuất hiện ở vương tiên đỉnh đầu. Tỏa định, ha ha ha, Long Vương, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Nhìn đến giam cầm vòng dừng ở kia Long Vương đỉnh đầu, tam hải môn môn chủ nhiệm không được cuồng tiếu lên. Thanh âm vang vọng thấp không trung. Toàn bộ tiến vào trong phạm vi. Mà lúc này, vương tiên nhìn nhìn chính mình đỉnh đầu giam cầm vòng, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Ông ông ông. Ngay sau đó, khắp không gian đã xảy ra thật lớn biến hóa. Từng viên hắc động trống rỗng xuất hiện, bao trùm phạm vi ước chừng đạt tới khủng bố vài tỷ km. Này hắc động so dĩ vãng càng thêm, càng thêm khủng bố. Trừ bỏ quỷ dị hắc động ở ngoài, còn có vô số ánh sáng, từng cây màu trắng ánh sáng xuyên thấu toàn bộ thế giới. Thế giới nháy mắt đại biến. Cái gì? Trận pháp không phải đã bị hoàn toàn rửa sạch rất sao? Đây là cái gì quỷ dị trận pháp? Làm trò quỷ dị không gian xuất hiện nháy mắt, mọi người hơi kinh hãi cẩn thận, cái này trận pháp có thể vây khốn bất hủ thần vương. Tam hải môn một người trưởng lão nhìn đến thế giới đại biến, đồng tử hơi hơi co rụt lại, lớn tiếng quát. Hảo hảo hảo, không nghĩ tới còn có như vậy thủ đoạn, bất quá chỉ bằng này đó trận pháp, là có thể đủ ngăn cản các ngươi diệt vong sao. Tam hải môn môn chủ trên mặt tràn ngập sát khí, cánh tay hắn vung lên. Ca, ca, ca Một đám trận pháp trực tiếp hỏng mất. Rác rưỡi. Tam hải môn môn chủ khinh miệt nói, thân hình vừa động, bay thẳng đến vương tiên sát đi ha hả ngao giải đem hắn truyền ở một mảnh khu vực nội đừng làm hắn bốn phía phá hư vương tiên nhìn chầm chầm tam hải môn môn chủ tâm dương ngũ hành long mắt nhìn quét chung quanh không có phát hiện cái thứ hai bất hủ thần vương lục giai cường giả khóe miệng hơi hơi nhếch lên sở hữu long cung thành viên sát một cái không lưu vương tiên lập tức điên cuồng hét lên một tiếng trống 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 thiết huyết liên minh đã từng tin cầu hải dương nội tiếng cầm gừ vang lên long cung chiến đấu chân chính lực lấy một loại khủng bố tốc độ bay qua tới tấu chương xong. Chương 2546, chỉ trốn một người tinh nam tinh hệ chấn động chung. Trống trống trống. Ở chung quanh tinh cầu long cung nội một chúng long cung cường giả phát ra rít gào thời điểm, ngao yêu cũng lập tức hóa thành khủng bố giữ tận trắng nuốt chi long. Một cổ thuộc về trùng tộc bạo ngược, thần long uy áp, hai người đang chéo ở bên nhau cùng bạo hơi thở, hướng tới chung quanh dâng lên. Hắn một vạn nhiều mẻ thân hình, bay thẳng đến tam hải môn môn chủ tập kích mà đi. Ân. Ừ. Cùng lúc đó, vừa mới nói chung quanh trận pháp rác rưởi tam hải môn môn chủ cảm nhận được ngao giải hơi thở khi đồng tử hơi hơi co rụt lại sắc mặt hơi đổi không tốt môn chủ chúng ta tao ngộ đến mai phục long cung còn có cường giả hướng tới bên này bay qua tới lúc này phía sau truyền đến tam hải môn trưởng lão nôn nóng thanh âm bọn họ nhìn đến đối phương có 300 danh bất hủ thần vương hướng tới bên này bay qua tới 300 danh ước chừng 300 danh bọn họ toàn bộ tam hải môn bất hủ thần vương cường giả mới hơn 400 danh lúc này đây bọn họ tới 150 nhiều danh, bất hủ thần vương ngũ giai số lượng tới 50%. Nhưng bọn hắn phát hiện, Long Cung nơi đó cường giả, không thể so bọn họ nhược, số lượng còn so với bọn hắn nhiều. Này lệnh Tam Hải môn vài tên trưởng lão sắc mặt đại biến. Này Long Cung như thế nào có thể có như vậy nhiều cường giả? Tam Hải môn môn chủ ánh mắt quét tới, sắc mặt nháy mắt nang kham lên. Trống. Nhưng mà đúng lúc này, một cái khủng bố mấy ngàn mét tràn móng vuốt hướng tới hắn quét ngang mà đến. Cảm thụ được chung quanh không gian bạo liệt, Tam Hải Môn môn chủ sắc mặt biến đổi lớn. Đối phương có bất hủ thần vương lục giai cường giả, các ngươi trước lui lại. Giờ khắc này, Tam Hải Môn môn chủ sắc mặt vô cùng âm trầm điên cuồng hét lên nói: "Một cái hẻo lánh địa phương, ở bọn họ xem ra, có thể ra bất hủ thần vương ngũ giai cường giả đã đủ cường. Hơn nữa hỗn loạn yêu quốc nơi đó phát sinh sự tình bọn họ cũng biết, Long Vương trong tay có một cái cường đại vô cùng thần khí. Ngay cả như vậy, rất nhiều người cũng có thể xác định Long cung thực lực chỉ là bất hủ thần vương ngũ giai. Long cung Long vương, rõ ràng là một cái thế lực vương, thực lực bất hủ thần vương ngũ giai, hơn nữa căn cứ bọn họ điều tra, cái này thế lực vừa mới thành lập không bao lâu, kia khẳng định là người mạnh nhất. Nhưng mà hiện tại lại đột nhiên toát ra bất hủ thần vương lục giai cường giả, rõ ràng là Long vương thủ hạ. Thần vương lục giai đương thần vương ngũ giai thủ hạ. Này, lui lại, lui lại. Tam Hải môn môn chủ nói, lệnh Tam Hải môn mọi người sắc mặt khẽ biến, lập tức lớn tiếng quát: lui. Lui sao? Vương tiên trên mặt lộ ra trào phúng thần sắc, ở hắn chung quanh, một người danh bất hủ thần vương ngủ giai cường giả, từng đạo khủng bố công kích hướng tới kia hải thần chiến hạm công kích mà đi. Tích tích tích. Phòng ngự. Hải thần chiến hạm phát ra cảnh cáo thanh âm, thao tác hải thần chiến hạm bất hủ thần vương sắc mặt nang tham lập tức khởi động phòng hộ tráo. Bọn họ cũng không nghĩ tới, long cung thế nhưng có như vậy rất mạnh giả. Vèo vèo vèo. Bất quá bọn họ phòng ngự vừa mới mở ra, Long cung 300 nhiều danh bất hủ thần vương đã vọt qua đi, trong đó vĩnh hằng thần chủ ngũ giai ước chừng đạt tới 15 cái. Này hoàn toàn là tam hải môn gấp đôi. Không xong, mau bỏ đi, ta tới giúp các ngươi ngăn cản vài giây. Tam hải môn môn chủ cảm ứng được một đám từ chính mình bên cạnh tiến lên thân ảnh, sắc mặt đại biến, lập tức lạnh giọng quát. Một giây ngươi cũng ngăn cản không được. Ngao giải nghe được tam hải môn môn chủ nói, trên mặt lộ ra lạnh băng thần sắc. Hắn khổng lồ vô cùng thân hình, bay thẳng đến Tam Hải môn môn chủ quấn quanh mà đi. Cút cho ta. Tam Hải môn môn chủ điên cuồng hét lên một tiếng, muốn đem ngao giải đánh lui. Nhưng trắng nuốt chi long lại há là dễ dàng như vậy đối phó. ầm ầm ầm. Lúc này, từng đạo cũng bố công kích dừng ở hải thần chiến hạm thượng, khổng lồ vô cùng hải thần chiến hạm trực tiếp toát ra đại lượng hỏa hoa. Không xong. Hải thần chiến hạm phía trước, vài tên Tam Hải môn trưởng lão sắc mặt đại biến. Nhìn hướng tới bọn họ công kích mà đến Long cung một đám người cường giả, bọn họ sắc mặt nang kham vô cùng vĩnh hằng thần chủ đệ tử lập tức trốn hồi chính mình thần quốc nội long cung bất hủ thần vương quá nhiều lúc này chỉ có thể đủ lui lại không xong trưởng lão chúng ta cảm ứng không đến chính mình vĩnh hằng thần quốc chung quanh này quỷ dị không gian ngăn cản ở thực mau một chúng lập tức đầy mặt kinh hoảng đáp lại nói đáng chết chấp sự trở lên cường giả đánh bại chung quanh trận pháp một người lão giả lập tức quát ầm 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 Tam Hải môn một người danh bất hủ thần vương cường giả vội vàng hướng tới chung quanh hư không công kích mà đi. Một ít trận pháp bị đánh bại, nhưng là này phiến quỷ dị không gian cũng không có biến mất. Loại này quỷ dị trận pháp rất nhiều, toàn bộ đánh bại yêu cầu một ít thời gian. Một ít cường giả thấy như vậy một màn, lập tức quát. Dám tiến đến công kích chúng ta Long Cung, các ngươi toàn bộ lưu lại nơi này đi. Lúc này, Ngao Tề Thiên một chúng bay lại đây. Bọn họ lập tức hóa thành cường đại khủng bố Long Chủng, bạo ngược năng lượng hướng tới Tam Hải môn công kích mà đi. Không tốt. Tam Hải môn sở hữu cường giả thấy như vậy một màn trong lòng phát lạnh. Ầm 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 chạm vào. Long cung lần này phái ra 15 cái bất hủ thần vương ngũ giai cường giả, 30 cái bất hủ thần vương tứ giai, còn lại cường giả 200 nhiều. Như thế cường đại thực lực, hoàn toàn là Tam Hải môn gấp đôi. Từng đạo khủng bố phát tắc chi lực công kích mà đi, phía trước Tam Hải môn mọi người thân hình hướng tới phía sau bay ngược mà đi. Không, trưởng lão, cứu chúng ta. Những cái đó vĩnh hằng thần chủ cường giả đầy mặt hoảng sợ quá đối phương 300 danh bất hủ thần vương cùng nhau công kích, bọn họ tao ngộ đến lan đến, sẽ bị trực tiếp chém giết. Đặc biệt là tại đây quỷ dị không gian nội, bọn họ căn bản chạy không thoát. Đáng chết, sở hữu bất hủ thần vương cường giả lui lại, trực tiếp hồi bất hủ thần quốc. Tam hải môn một người lão giả lập tức quát. Trốn. Còn lại một chúng bất hủ thần vương sắc mặt âm trầm vô cùng, bọn họ thân hình chấn động. Âm âm âm. Ở bọn họ cảm ứng chính mình bất hủ thần quốc muốn trở về thời điểm, cảm ứng được chung quanh có năng lượng ngăn trở, bọn họ lập tức tiến hành đánh sâu vào một đám trận pháp nhanh chóng hỏng mất bất quá này phiến quỷ dị không gian như cũ tồn tại này lệnh sở hữu bất hủ thần vương cường giả sắc mặt cuồng biến ầm 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 đúng lúc này một bên hải thần chiến hạm đột nhiên nổ mạnh phục ra ra các loại kim loại vèo 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 lúc này một đám trận pháp la bàn bay qua tới đột nhiên dâng lên một đám quỷ dị trận pháp không gian một cái không lưu sát đương trận pháp không gian lại lần nữa bao trùm mọi người khi Long cung sở hữu cường giả đã xung phong liều chết lại đây. Không tốt. Không xong, chúng ta bị mai phục. Ngăn cản. Tam hải môn mọi người thấy như vậy một màn, trong lòng cả kinh, có chút hoảng sợ quá. ầm 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 oanh. Nhưng ngay sau đó, từng đạo khủng bố công kích đưa bọn họ toàn bộ bao trùm trong đó. a, à. Kêu thảm thiết thanh âm nháy mắt vang lên, tỉnh hằng thần chủ, thậm chí bất hủ thần vương, ở lại một vòng công kích dưới, lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Gấp đôi nhiều thực lực trên lệch, hoàn toàn nghiền ác trừ bỏ bất hủ thần vương ngũ giai cùng tứ giai có thể ngăn cản ở ngoài, còn lại người ở dư ba bên trong căn bản tồn tại không được. Tấu chương xong. Chương 2547, chỉ trốn một người tinh nam tinh hệ chấn động hạ. Xong rồi. Tìm cơ hội phá vỡ trận pháp, phá vỡ trận pháp, nếu không chúng ta tất cả mọi người muốn chết ở chỗ này. Môn chủ, nghĩ cách phá vỡ trận pháp, nếu không chúng ta tam hải môn đệ tử muốn xong rồi. Lao mạng hoang thú viên phía trước, hải thần chiến hạm hỏng mất, biến thành lửa lớn ở sao trời trung thiêu đốt. Còn lại Tam Hải môn đệ tử cùng cường giả, ở một đợt công kích dưới, trực tiếp tử vong 50%. Này vẫn là bọn họ bảy tên bất hủ thần vương ngũ giai cường giả toàn lực ngăn cản nơi ở có công kích, lấy ra một kiện phòng ngự chí bảo nguyên nhân. Nếu như không có bọn họ ngăn cản, có thể sống sót không vượt qua 20 người. Ngay cả như vậy, bọn họ cũng thừa nhận không được quá nhiều công kích. Đáng chết Long cung, các ngươi tất cả mọi người đáng chết, cho ta phá. Tam Hải môn môn chủ thấy như vậy một màn, đôi mắt huyết hồng, toàn thân cuồng bạo lên. KKK! Ở hắn cũng bố dư uy lan đến dưới, một đám hắc động nhiễu không trận pháp hỏng mất. Bất quá, vương tiên bọn họ ở chỗ này bố trí trận pháp chính là đạt tới mấy chục vạn. Toàn bộ hỏa chủ y nhất tộc sở hữu thành viên, hơn nữa hắn tự mình động thủ, bọn họ phá hư, hiện tại liền 20 vạn đều không đến. Những cái đó có thể vây khốn bất hữu thần vương ngủ dai hắc động nhiễu không trận pháp, bị phá hư càng thiếu. Ha ha ha, tam hải môn môn chủ, ngươi yên tâm, hôm nay chúng ta không có thực lực giết ngươi. Nhưng là Tam Hải Môn còn lại mọi người, đều phải lưu lại nơi này, ngươi xem bọn họ tử vong đi." Vương Tiên nhìn chằm chằm Tam Hải Môn môn chủ, trong mắt tràn ngập sắc lạnh. "Long Vương, ta phải giết ngươi." Tam Hải Môn môn chủ trong mắt tràn ngập đỏ như máu. "Ầm ầm ầm." Đúng lúc này, một bên vị trí không gian rung rẩy, từng đạo khủng bố pháp tắc chi lực lại lần nữa hướng tới Tam Hải Môn mọi người công kích mà đi. Tam đại quân đoàn hơn 40 vạn người, hiện giờ chỉ còn lại có một nửa bọn họ nhìn đến 300 danh bất hủ thần vương lại lần nữa công kích, sắc mặt tràn ngập tuyệt vọng. Ngăn không được. Một người bất hủ thần vương ngủ dai cường giả thân hình run rẩy quát. Ngăn không được. Thực lực của đối phương vốn chính là bọn họ gấp đôi nhiều, có thể ngăn cản một lần, rất khó ngăn cản hai lần ba lần. Không không không. Một chúng tam hải môn đệ tử đầy mặt tuyệt vọng gào thét. Oanh. A a a a. Công kích rơi xuống, dư lại nữa, lại lần nữa trực tiếp đã chết 90%. Không bị ngao giải dây dưa trụ tam hải môn môn chủ thân hình run rẩy tâm đang nhỏ máu lúc này đây hắn chính là dẫn dắt tam hải môn gần như một nửa lực lượng nếu như toàn bộ ngã xuống ở chỗ này bọn họ tam hải môn cũng nhận không nổi ảnh cá phá hư chung quanh trận pháp hắn đột nhiên thân hình rung sau lưng xuất hiện một cái mơ mơ hồ hồ bóng dáng cái này bóng dáng toàn thân trong suốt giống như một cái trong suốt cá vèo hắn thân hình vừa động nháy mắt hướng tới chung quanh xuyên qua mà đi kaka thực mau từng đạo trận pháp tan vỡ thanh âm truyền đến, trên bầu trời quỷ dị hắc động nhanh chóng giảm bớt. Ân, đây là chiến sủng, bất hủ thần vương ngũ dai chiến sủng. Vương tiên nhìn kia bóng dáng, trong mắt hiện lên một mặt tinh quang. Ha ha, đa tạ Tam Hải môn môn chủ đưa tặng một con chiến sủng. Vương Tiên nheo lại đôi mắt cười lớn một tiếng, cánh tay vung lên, ngũ hành đại ma bay thẳng đến cái kia bóng dáng bao trùm mà đi. Ô ô! Ảnh cá cảm nhận được uy hiếp, thân ảnh hơi hơi run rẩy. ngay sau đó, nó trực tiếp ở trên hư không trung nguyễn hóa ra hàng ngàn hàng vạn cái thân hình mỗi một cái thân hình chân thật vô cùng rất khó phân rõ hàng ngàn hàng vạn cái thân hình lập tức hướng tới bốn phương tám hướng công kích mà đi đều dùng có được khủng bố vô cùng lực công kích nga cái này thiên phú nhưng thật ra không tồi bất quá vẫn là muốn cảm tạ một chút tam hải môn môn chủ đưa tặng vương tiên trên mặt lộ ra mỉm cười ngũ hành đại ma dừng ở một cái ảnh cá trên không màu trắng khóa không lập tức đem chi giam cầm ông ô ô ô ngay sau đó, hoảng sợ thanh âm vang lên, kia chỉ ảnh cá bị trực tiếp thu vào Ngũ Hành Đại Ma Nội, còn lại sở hữu ảnh cá nhanh chóng hỏng mất. Sao có thể? Nhìn đến ảnh cá nhanh chóng bị bắt lấy, Tam Hải Môn môn chủ sắc mặt biến đổi lớn. Không không không, cứu mạng a môn chủ, cứu mạng a. Lúc này, từng tiếng tiếng kêu thảm thiết truyền đến, hắn ánh mắt đảo qua, thân hình run rẩy. Chạm vào. Một phân thần dưới, một cái khủng bố long đuôi trực tiếp quét ở trên người, lệnh chi bay ngược đi ra ngoài. Không không Long cung như thế nào sẽ như vậy cường, bọn họ có được như thế thực lực, vì sao còn co đầu rút cổ ở cái này tiểu địa phương. Tam Hải Môn môn chủ có chút không rõ, như thế thực lực, đặt ở bọn họ Tinh Nam Tinh Hệ trung ương cũng không yếu. Như thế cường đại thực lực, như thế nào sẽ ở quốc cư như thế hẻo lánh địa phương. Hắn vô luận như thế nào đều tưởng không rõ. Ầm ầm ầm. Xong rồi. Tam Hải Môn bị phá hủy chiến hạm một bên, Tam Hải Môn một chúng cường giả sầu thảm nhìn phía trước công kích. Mấy sóng công kích còn lại đệ tử đã toàn bộ bị giết, ngay cả 100 nhiều danh bất hủ thần vương, hiện giờ cũng chỉ có 10 tên tả hữu. Còn lại toàn bộ đã chết. Nhìn hướng tới bọn họ xông tới 15 cái bất hủ thần vương ngũ giai cường giả, ba 40 cái bất hủ thần vương tứ giai cường giả, bọn họ trên mặt tràn ngập tuyệt vọng chi sắc. Bọn họ tiến đến thời điểm, cho rằng sẽ phá hủy từng viên tinh cầu, lệnh long cung biên cùng chạy trốn, hiện tại. Bọn họ liền đào vong cơ hội đều không có. Sát, Tam Hải môn một chúng bất hủ thần vương ngũ giai cường giả trên mặt lộ ra tử trí cùng điên cuồng, trực tiếp đón nhận đi. ầm ầm ầm, chiến đấu cùng chém giết tiếp tục, bất quá xác thật Tam Hải môn một người danh cường giả dần dần ngã xuống. Vương Tiên cánh tay vung lên, ngũ hành đại mài ra hiện tại trong tay, hắn nhìn nhìn bên trong bất hủ thần vương ngũ gia chiến sủng ảnh cá, khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Này Tam Hải môn thật đúng là người tốt, này một con chiến sủng nếu là bán ra, ta liền có thể chân chính bước vào đến bất hủ thần vương chi cảnh. Vương Tiên ánh mắt lộ ra nóng cháy thần sắc. Hắn hiện giờ là Vĩnh Hằng Thần Chủ cửu giai cảnh giới, thần long biến trung, không có Vĩnh Hằng Thần Chủ đỉnh, nói cách khác, hắn trực tiếp bước vào thần vương. Một khi trở thành thần vương, hắn liền có được bất hủ thần vương thất giai sức chiến đấu. Đến lúc đó, Tinh Nam Tinh hệ, có thể là chính mình địch thủ, cũng liền mấy người kia. Ha ha. Vương Tiên nhìn phía trước chiến đấu, trên mặt lộ ra tươi cười. Một trận chiến này, căn bản không cần hắn ra tay. Mà Tam Hải môn có thể tồn tại đào tẩu, chỉ có tam hải môn môn chủ một người. Còn lại, toàn bộ đều phải lưu lại nơi này. Kế tiếp chiến đấu, không có chút nào ngoài ý muốn, tam hải môn dần dần có bất hủ thần vương ngũ giai cường giả ngã xuống. Mỗi ngã xuống một cái, tam hải môn liền càng thêm tuyệt vọng. Long cung, long vương. Tam hải môn môn chủ nhìn đến tất bại cục diện, thân hình run rẩy, trong mắt tràn ngập huyết sắc. Không tiễn. Vương tiên nhìn tam hải môn môn chủ, nhàn nhạt nói. Hôm nay chi thù, ta tất báo, ta tất báo. Hắn thê lương gào thét, bất quá ngay sau đó hắn thân ảnh chậm rãi biến mất. Vô năng rống giận. Vương tiên trong miệng lẩm bẩm. Cận tồn bốn gã bất hủ thần vương nhìn đến môn chủ đào vong, chiến ý hoàn toàn biến mất. Tấu chương xong. Chương 2548, cự tuyệt tiến vào này tinh cầu. Bẩm báo Long Vương, Tam Hải môn sở hữu địch nhân đã toàn bộ tiêu diệt. Năm phút sau, cuối cùng bốn gã bất hủ thần vương ngủ giai cường giả bị chém giết, quy thừa tướng đầy mặt mỉm cười hội báo nói đem sở hữu chiến lợi phẩm thu hồi tới, mặt khác, lấy Long Cung danh nghĩa, ở trí não thượng tuyên truyền một chút, ha hả. Nói cho mọi người, chúng ta Long Cung cũng không phải dễ dàng như vậy khi dễ. Vương Tiên cười cười, hướng tới Quy Thừa Tướng nói. Tốt Long Vương. Quy Thừa Tướng gật gật đầu. Bên này các ngươi xử lý, ngao giải, ngươi bồi ta đi một chuyến. Vương Tiên nhìn về phía một bên ngao giải, nói thẳng nói. Tiểu Tiên, ngươi muốn đi chỗ nào? Bên cạnh, một chúng nữ sinh tò mò hướng tới hắn hỏi. Đi tinh nam tinh hệ một chuyến, nếu như thuận lợi nói, thực lực của ta có thể được đến đột phá." Vương Tiên cười nói. "Tam Hải Môn môn chủ là một cái người tốt, còn đem kia chỉ bất hủ thần vương ngũ giai chiến sủng phóng ra. Hiện giờ kia chỉ chiến sủng bị hắn bắt giữ, hắn chỉ cần đem chi bán ra, thực lực của chính mình liền có thể được đến thật lớn tăng lên." Lúc này đây cũng không phải là tăng lên nhất giai sức chiến đấu, mà là hai giai. Vương Tiên muốn nhanh chóng tăng lên một chút. Một khi tăng lên, hắn có thể không chút do dự trực tiếp sát nhập hình hoa tinh cầu tiêu diệt tam hải môn. Đến nỗi có không phục giả, vậy sát. Ân, vậy ngươi cẩn thận một chút. Một chúng nữ sinh gật gật đầu. Vương tiên gật gật đầu, mang theo ngao giải lập tức hướng tới bên cạnh Long Cung bay đi. Thông qua cái kia hoang vu tinh cầu Long Cung, tiến vào tinh nam tinh hệ trung ương. Hì hì, tam hải môn lúc này đây tổn thất như thế thảm trọng, ta nhưng thật ra muốn biết bọn họ hối hận hay không. Đế tinh nữ nhìn phía trước bị phá hủy chiến hạm, trên mặt lộ ra vui sướng khi người gặp họa thần sắc. Bởi vì một cái tông môn đệ tử, mà gần như tổn thất Tam Hải môn một nửa lực lượng. Phỏng chừng hiện tại Tam Hải môn môn chủ đã ở học máu. Ha hả, quay chụp mấy trương ảnh chụp, lộng điểm đặc tả. Quy thừa tướng đầy mặt mỉm cười đi qua đi, mở ra trí não quay chụp một ít hình ảnh. Đặc biệt là Tam Hải môn một chúng bất hủ thần vương ngũ giai cường giả thi thể, một đám đều cho đặc tả. Theo sát, hắn lấy ra trí não, lấy Long cung danh nghĩa gửi đi thứ nhất tin tức. Tam Hải môn môn chủ xuất lĩnh 150 nhiều danh bất hủ thần vương cường giả, hơn 40 vạn vĩnh hằng thần chủ cấp bậc cường giả xâm lấn Ta Long cung. Ta Long cung chỉ có thể đủ nhiệt tình khoản đãi, bởi vì một người tam hải môn đệ tử kiêu ngạo cùng vọng, đây là bọn họ sở trả giá đại giới. Biên tập một cái tin tức, Quy thừa tướng lập tức gửi đi đi ra ngoài. Một bên, đế tinh nữ ở bên cạnh nhìn, nhìn đến Quy thừa tướng gửi đi tin tức, khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Quy thừa tướng, các ngươi này chú ý độ không cao, tới tới, ta tới giúp các ngươi điểm tán một chút. Đế tinh nữ lấy ra trí não, trong mắt lập lòe ánh sáng. Tinh nữ, ngươi này cách làm cũng quá xinh đẹp, ha ha. Một chúng nữ gượng gạo gấp thành lại đây. Đối với một cái bi hiếp bọn họ Long Cung, thậm chí phái quân tiến đến tấn công bọn họ thế lực, bọn họ nhưng không có chút nào hảo cảm. Đế tinh nữ điểm tán lúc sau, nàng fans liền toàn bộ có thể nhìn đến cái này tin tức. Nhiều nhất 2-3 tiếng đồng hồ, chuyện này là có thể đủ truyền khắp toàn bộ tinh nam tinh hệ, thậm chí đế tinh vực. Cùng lúc đó, ở vào tinh nam tinh hệ hoang vu trên tinh cầu, vương tiên ngao giải từ hải dương nội ra tới, hai người thân hình vừa động, lập tức hướng tới gần nhất một viên tinh cầu bay đi không có đế tinh nữ âm toàn các nàng vương tiên cùng ngao giải tốc độ thực mau nửa giờ đi vào một nhân loại trên tinh cầu đây là một cái tiểu tinh cầu bất quá bên trong cũng có truyền tống trận pháp thông qua truyền tống trận vương tiên bọn họ tiến hành rồi một lần trung chuyển vương tiên lúc này đây đế đích đến là thiên sơn thương nghiệp tinh cầu thiên sơn thương nghiệp tinh cầu năm đại thương nghiệp tinh cầu chi nhất lệ thuộc với thiên sơn kiếm phái đây là tinh nam tinh hệ đỉnh cấp thế lực có được bất hủ thần vương thất giai cường giả tọa trấn, uy chấn tinh nam tinh hệ năm sáu ngàn vạn năm lâu. Bọn họ nội tình, cũng không phải hỗ loạn yêu quốc loại này có thể so. Càng không phải tam hải môn bọn họ có thể so. Đây là chân chính nhãn hiệu lâu đời nội tình thế lực. Ông. Thông qua truyền tống trận, vương tiên nháy mắt cảm ứng được chính mình xuất hiện ở một cái phồn hoa vô cùng tinh cầu nội. Gần truyền tống trận chung quanh liền có thể nhìn ra, so hình hoa tinh cầu muốn cao hơn một cái cấp bậc. Cảnh cáo, cảnh cáo, tinh nam tinh hệ truy nã phạm tiến vào. Cảnh cáo, cảnh cáo, tinh nam tinh hệ truy nã phạm tiến vào. Liền ở vương tiên bọn họ vừa mới ra tới nháy mắt, máy móc thanh âm đột nhiên vang lên. Này lệnh vương tiên hơi hơi sửng sốt. chung quanh, đông đảo người hướng tới hắn xem qua đi, trên mặt lộ ra cảnh giới thần sắc. Vèo vèo vèo. Ngay trong nháy mắt này, một đám thân ảnh bay qua tới, trong đó còn có từng chiếc loại nhỏ chiến hạm. Quả trấn truyền tống trận khu vực bất hủ thần vương lập tức xuất hiện ở trên không, ánh mắt tập trung vào vương tiên. Vương Tiên thấy như vậy một màn, hơi hơi nhíu mày. Ân. Long cung Long Vương. Thiên Sơn kiếm phái lão giả nhìn nhìn trong tay trí não, lại nhìn nhìn Vương Tiên. Long Vương, ngươi nhân ở hình hoa thương nghiệp tinh cầu không màn này quy củ, đương trường giết người, hiện đã bị hình hoa thương nghiệp tinh cầu truy nã. Chúng ta Thiên Sơn thương nghiệp tinh cầu tuy rằng sẽ không tập nã ngươi, nhưng là nhân ngươi biểu hiện, bị liệt vào nguy hiểm nhân vật, cấm bước vào Thiên Sơn thương nghiệp tinh cầu. Nếu như mạnh mẽ tiến vào tinh cầu, chúng ta đây đem lấy thiên sơn thương nghiệp tinh cầu quy củ xử trí lão giả đầy mặt lạnh băng nhìn chằm chằm vương tiên nói thẳng nói hắn chính là long vương long cung long vương hắn như thế nào ở chỗ này tam hải môn không phải đã đi tấn công bọn họ sao chẳng lẽ là muốn tránh lên thật là có cái này khả năng bất quá thiên sơn thương nghiệp tinh cầu giống như đem hắn liệt vào cấm tiến vào người ở hình hoa tinh cầu tuy rằng là kia tam hải môn đệ tử khiêu khích lại trước nhưng là này long vương trực tiếp ra tay giết người cũng nên bị liệt vào nguy hiểm nhân vật thiên sơn thương nghiệp tinh cầu không cho này tiến vào là hẳn là chung quanh một đám người nhìn vương tiên nhỏ giọng nghị luận nói cấm tiến vào vương tiên nghe được lão giả nói lập tức nhíu mày không sai thỉnh lập tức truyền tống trở về nếu không đừng trách chúng ta không thách khí tên kia lão giả lạnh băng nhìn chầm chầm vương tiên nói hảo vương tiên trong mắt ánh mắt lập lòe trầm khuôn mặt bước vào truyền tống trận nội trực tiếp rời đi thiên sơn kiếm phái hảo cường thế kia Long Vương cũng là một phương thế lực, nói không cho tiếng liền không cho tiếng. Là kia Long Vương xúc phạm thương nghiệp tinh cầu quy củ, lấy thiên sơn thương nghiệp tinh cầu nội tình, căn bản không cần đem Long Cung Long Vương đặt ở trong mắt, không cho tiếng cũng bình thường. Chung quanh, mọi người nhìn đến Long Vương bọn họ rời đi, hơi hơi lắc lắc đầu. Ha ha, vẫn là thiên sơn thương nghiệp tinh cầu an toàn A, à, một cái thế lực thủ lĩnh phạm sai lầm, đều không thể đủ tiếng vào thương nghiệp tinh cầu, duy trì thiên sơn tinh cầu. Theo sát, một ít người hơi hơi cảm thán nói vì thiên sơn thương nghiệp tinh cầu giơ ngón tay cái lên trưởng lão này long vương cũng là bất hủ thần vương ngũ giai trung đỉnh cấp cường giả như vậy không cho tiếng vào có thể hay không trên không một người trung niên đi đến tên kia lão giả bên cạnh nhỏ giọng nói một cái tam lưu đứng đầu thế lực thôi không cần để ý lão giả phất phất tay không hề có đem long cung long vương đặt ở trong mắt tấu chương xong chương hai nghìn năm trăm bốn mươi chín chế tạo thương nghiệp tinh cầu thượng hình hoa tinh cầu sự tình nháo đến như thế to lớn toàn bộ tinh nam tinh hệ mọi người đều biết chuyện này đối với hình hoa tinh cầu tạo thành ảnh hưởng rất lớn đồng thời hình hoa tinh cầu cũng tuyên bố lệnh truy nã truy nã long vương một đám người thế lực khác nhỏ yếu điểm khả năng không dám truy nã long vương cấm tiến vào nhưng là mặt khác tứ đại thế lực tứ đại thương nghiệp tinh cầu dám hơn nữa bọn họ cũng biết được hình hoa tinh cầu nơi đó sự tình tam hải môn đệ tử tuy rằng kiêu ngạo vô cùng nhưng long vương ra tay trực tiếp giết người cũng là sự thật bọn họ liền nhất trí quyết định cấm Long Vương tiến vào bọn họ lĩnh vực. Đối với Long Cung Long Vương cái này thế lực, bọn họ vẫn là không cần quá mức để ý. Thế nhưng cấm bước vào bọn họ thương nghiệp tinh cầu. Giờ phút này, từ Thiên Sơn tinh cầu truyền tống ra tới Vương Tiên, sắc mặt hơi hơi có chút khó coi. Hắn không nghĩ tới, Thiên Sơn thương nghiệp tinh cầu thế nhưng cấm hắn bước vào, một khi không cho hắn tiến vào, khi trong tay hắn chiến sủng liền không hảo ra tay. Đi, đi mặt khác ba cái thương nghiệp tinh cầu. Vương Tiên nhìn nhìn trong tay trí não, hướng tới ngao giải nói theo sau bọn họ liền thông qua tinh cầu trận pháp tiến hành trung chuyển bất quá kế tiếp vài lần hắn còn không có tiến hành trung chuyển liền toàn bộ bị ngăn cản xuống dưới bởi vì hắn tiến vào mặt khác ba cái thế lực lĩnh vực tinh nam tinh hệ năm cái thương nghiệp tinh cầu trừ bỏ hình hoa tinh cầu là ba cái thế lực liên hợp thành lập còn lại phân biệt là thiên sơn kiếm phái cửa bắc bất hủ thần triều thiên ưng tụ tập đoàn cử phẩm thiên tông này bốn cái thế lực thành lập mỗi một cái thế lực đều có được bất hủ thần vương thất giai cường giả tọa trấn ở hình nam tinh cầu này một mảnh khu vực tuyệt đối bá chủ cấp bậc tồn tại mỗi một cái thế lực bọn họ đều tọa ủng mấy ngàn thượng vạn viên nhân loại sinh mệnh tinh cầu bọn họ bất hủ thần vương cường giả số lượng cũng đạt tới một ngàn đến hai ngàn chi gian vương tiên muốn bước vào mặt khác ba cái thương nghiệp tinh cầu cần thiết phải trải qua bọn họ ba cái thế lực bên trong lĩnh vực tinh cầu tiến hành trung chuyển nhưng là một khi bước vào này ba cái thế lực lĩnh vực liền sẽ tao ngộ đến đuổi đi vương tiên không nghĩ đắc tội ba cái thế lực lấy long cung thế lực cũng không phải bọn họ đối thủ. Huống chi, đối phương không cho hắn tiến vào này tinh cầu, hắn cũng không có chút nào biện pháp. Vào không được thương nghiệp tinh cầu, trong tay chiến sủng liền không hảo bán ra. Vương tiên sắc mặt có chút khó coi, được đến một con vĩnh hằng thần chủ ngũ giai chiến sủng, hắn kích động muốn lập tức bán ra, tăng lên thực lực của chính mình. Kết quả lại tao ngộ đến loại tình huống này. Chiến sủng không giống mặt khác vật phẩm đổi cá nhân tiến vào thương nghiệp tinh cầu bán ra đều được, yêu cầu chính hắn hỗ trợ thuần phục. Đi về trước đi, hơi hơi bị nhục vương tiên chỉ có thể đủ phản hồi mà liền ở vương tiên trở về thời điểm một cái tin tức ở tinh nam tinh hệ sôi trào mở ra các ngươi mau xem long cung phát biểu tin tức tam hải môn môn chủ xuất lĩnh một chúng đệ tử muốn hủy diệt long vương kết quả gần như toàn quân hủy diệt chỉ có tam hải môn môn chủ đào tẩu này đây là có chuyện gì vừa rồi tam hải môn cùng với hình hoa tinh cầu còn tuyên bố thế muốn tiêu diệt rất kia long cung hiện tại tam hải môn tử thương thảm trọng đâu chỉ tử thương thảm trọng các ngươi xem những cái đó hình ảnh toàn bộ đều là tam hải môn đỉnh cấp cường giả a bất hủ thần vương ngũ giai đã chết ước chừng có tám liền tam hải môn hải thần chiến hạm đều bị đánh bạo nghe nói bốn năm chục vạn tam hải môn tinh anh đệ tử một trăm năm mươi nhiều danh bất hủ thần vương toàn bộ bị long cung mai phục chém giết long cung trăm phần trăm có bất hủ thần vương lục giai cường giả nếu không bọn họ sao có thể chém giết tam hải môn như thế nhiều cường giả long cung hoàn toàn không kém gì tam hải môn a sôi trào nguyên nhân liền ở chỗ quy thừa tướng phát ra biểu kia một cái tin tức Tam Hải môn một chúng cường giả bị hủy diệt tin tức. Đương mọi người nhìn đến kia từng trương hình ảnh khi, trên mặt lộ ra khiếp sợ vô cùng thần sắc. Tam Hải môn, hình hoa tinh cầu khống chế giả chi nhất, bọn họ có thể khống chế thương nghiệp tinh cầu, cũng biểu lộ thực lực của bọn họ. Ở toàn bộ tinh nam tinh hệ xếp hạng tiền 10 tồn tại. Vừa mới không lâu phái đại lượng đệ tử chuẩn bị hủy diệt Long cung, ở mọi người xem ra, Long cung nhất định tổn thất thảm trọng, tinh cầu hủy diệt. Nhưng mà kết quả lại là thảm bại, chỉ có Tam Hải môn môn chủ chạy trốn. Này lệnh mọi người chấn động vô cùng. Long cung thực lực có thể tiêu diệt Tam Hải môn gần như một nửa lực lượng, bọn họ có bao nhiêu cường? Ít nhất không thể so Tam Hải môn nhược quá nhiều. Nói cách khác, Long cung thực lực cơ hồ có thể ở Tinh Nam Tinh hệ xếp hạng tiền 10. Này lệnh mọi người một mảnh ồ lên. Bất quá không có bao lâu, một cái tin tức tắt khiến cho không ít người chú ý. Tin tức là Long cung Long Vương đi trước Thiên Sơn thương nghiệp Tinh cầu bị cự. Này lệnh mọi người hơi kinh hãi, bất quá nghĩ đến hình hoa Tinh cầu phát sinh sự tình, bọn họ cũng có điều lý giải không nói mặt khác long vương ở thương nghiệp tinh cầu giết người là sự thật không cho hắn bước vào cũng là đúng kiếm vương vừa mới được đến tin tức kia long cung tiêu diệt tam hải môn gần như một nửa cường giả bọn họ hẳn là cũng có bất hủ thần vương lục giai cường giả tọa trấn chúng ta không cho này tiến vào có phải hay không bất quá lúc này ở vào thiên sơn thương nghiệp tinh cầu nội cự tuyệt vương tiên tiến vào tinh cầu nội tên kia lão giả cung kính mà hướng tới phía trước một cái hư ảnh hội báo tin tức cự tuyệt Long Vương bước vào bọn họ thương nghiệp tinh cầu, vừa mới bắt đầu hắn không hề có để ở trong lòng. Nhưng là nhìn đến Long Cung tiêu diệt Tam Hải môn một chúng cường giả tin tức, lão giả hơi có chút lo lắng. Long Cung thực lực có thể tại đây khu vực bài đến tiền 10, đủ để đã chịu bọn họ coi trọng. Không có việc gì, theo ta vừa mới biết được, cửa bắt bất hủ thần triều, thiên ưng tụ tập đoàn. Cử phẩm thiên tông quản hạt lĩnh vực tinh cầu cũng cấm kia Long Vương tiến vào, chúng ta nếu làm ra quyết định, liền không cần sửa đổi. Một cái Long Cung thôi, chúng ta cự tuyệt này tiến vào đối chúng ta thiên sơn thương nghiệp tinh cầu thanh danh cũng thực hảo kiến vương hư ảnh hướng tới lão giả nhàn nhạt nói là lão giả hơi hơi gật gật đầu này đối bọn họ thương nghiệp tinh cầu thanh danh xác thật có không nhỏ tăng lên hơn nữa một khi lại tuyên truyền một chút sẽ càng thêm đến dân tâm tiểu tiên sao lại thế này long cung nội một chúng nữ sinh vẫn luôn chú ý trí não thượng tin tức đối với vương tiên bị cự tuyệt tiến vào thương nghiệp tinh cầu các nàng cũng đã được đến có điểm phiền toái Vương Tiên lắc lắc đầu nói. Bọn họ không cho chúng ta tiến vào chúng ta liền không tiến vào, có gì đặc biệt hơn người. Quan thư tình các nàng có chút tức giận thế Vương Tiên nói. Ha ha, một ít việc nhỏ, chuyện này ta tới giải quyết đi. Vương Tiên cười lắc lắc đầu. Quy thừa tướng. Hắn nhẹ kêu một tiếng, đem quy thừa tướng chiêu lại đây. Long Vương có gì phân phó? Quy thừa tướng cung kính hỏi. Lúc này đây thu hoạch sở hữu thi thể, đôi ra một cái bất hữu thần vương lục giai sức chiến đấu thành viên ra tới. Mặt khác, hỗ loạn yêu quốc bên kia tình huống như thế nào biết không? Vương Tiên ngồi ở trên Long ỷ nhẹ nhàng mà gõ, nói. Long Vương, hỗ loạn yêu quốc bên kia còn ở điên cuồng trả thù chém yêu tông, bất quá hiện giờ chém yêu tông giống như tiến vào cửu phẩm thiên tông nội, bọn họ chiến đấu tạm thời giảm bớt một chút. Tấu chương xong. Chương 2550, chế tạo thương nghiệp tinh cầu hạ. Cửu phẩm thiên tông nhúng tay chém yêu tông cùng hỗ loạn yêu quốc chiến tranh. Vương Tiên nhướng nhướng mày, hướng tới quy thừa tướng hỏi. Không có tham dự, Bất quá cửu phẩm thiên tông chấp thuận chém yêu tông người tiến vào bọn họ lĩnh vực, cũng thuộc về một loại che chở. Quy thừa tướng nói. Phải không? Vương tiên hơi hơi trầm tư, cửu phẩm thiên tông che chở chém yêu tông, cũng là đắc tội hỗ loạn yêu quốc. Bất quá lấy cửu phẩm thiên tông thực lực, hỗ loạn yêu quốc cũng không dám mạo muội đắc tội. Bọn họ tuy rằng cũng có bất hủ thần vương thất giai cường giả, nhưng cùng loại này nội tình siêu cường thế lực cũng là vô pháp so. Chiến tranh kết thúc sao? Vương tiên lấy ra trí não, cấp thiên yêu quốc sư gửi đi một cái tin tức trước mắt chiến tranh đã hạ màng long vương chúng ta thực mau sẽ phái người đem thi thể đưa qua đi không bao lâu thiên yêu quốc sư hồi phục tin tức hướng tới vương tiên nói ta đi một chuyến các ngươi hỗ loạn yêu quốc đi có một chút sự tình vương tiên lập tức hướng tới thiên yêu quốc sư nói hảo đối diện thiên yêu quốc sư cũng không hàm hồ trực tiếp ứng hạ lúc này đây bọn họ hỗ loạn yêu quốc có thể chém vết chém yêu tông nhiều người như vậy toàn dựa vương tiên cho bọn hắn trận pháp ân tình này, bọn họ nhớ kỹ tới. đi một chuyến hỗ loạn yêu quốc. vương tiên lập tức đứng lên, hướng tới phía trước ngao giải nói, đều như vậy vội sao? chạy tới chạy lui. một bên, đế tinh nữ nhìn về phía vương tiên, mở miệng nói, là tương đối vội một ít. vương tiên bất đắc dĩ nhún nhún vai, mang theo ngao giải bọn họ trực tiếp rời đi. thiên trận thần đế, có hay không hứng thú gia nhập chúng ta long cung? lên đường thời điểm, vương tiên hướng tới thiên trận thần đế đột nhiên mở miệng nói, ân vẫn luôn ở vào vương tiên phía sau thiên trận thần đế đột nhiên hơi hơi sửng sốt hư ảnh trực tiếp hiện lên ở hắn bên cạnh long vương ngươi có ý tứ gì thiên trận thần đế hư ảnh run rẩy hướng tới vương tiên hỏi nếu ngươi nguyện ý gia nhập long cung nói ta thực mau liền có thể trợ ngươi chế tạo thân hình vương tiên cười nói gia nhập long cung chế tạo thân hình nghe được chế tạo thân hình này bốn chữ thiên trận thần đế hư ảnh có chút run rẩy gia nhập long cung liền yêu cầu hoàn toàn thần phục ngươi sao nhưng thực mau thiên trận thần đế cao mày nói. Bám vào vương tiên trên người lâu như vậy, hắn tự nhiên có thể nhìn ra long cung thành viên đối với vương tiên trăm phần trăm thần phục. Loại này thần phục là đến từ chính linh hồn, là bị long cung mạnh mẽ cải tạo. Không sai, thiên trận thần đế lão nhân gia, ngươi cũng muốn biết, ngươi hạng mức cao nhất chính là thần đế, gia nhập long cung ngươi có cơ hội sừng sững với vũ trụ đỉnh, ngươi cơ hội trở thành đại vu, thậm chí tổ vu. Vương tiên nhàn nhạt nói. Vì thiên trận thần đế chế tạo thân hình, vương tiên trước kia là có thể đủ làm được nhưng hắn cũng không có vì này đắp nặng chân thân này chủ yếu nguyên nhân giúp hắn chế tạo thân hình tiêu hao quá lớn còn không bằng tăng lên long cung thực lực nhưng hiện tại vương tiên chuẩn bị vì thiên trận thần đế chế tạo một cái thân hình tiền đề là hắn nguyện ý gia nhập long cung thiên trận thần đế gia nhập long cung cũng có rất lớn chỗ tốt vương tiên có thể vì hắn chế tạo một cái thần long chi khu một bên thiên trận thần đế sắc mặt biến ảo không có lập tức đáp ứng vương tiên cũng không có đang nói cái gì thiên trận thần đế nếu như không đồng ý, như vậy vương tiên vì này chế tạo thân hình khả năng sẽ ở Long Cung có được đem chi tuyệt đối áp chế tính tiền đề hạ vì trọng tố thân hình. Rốt cuộc thiên trận thần đế biết quá nhiều về Long Cung bí mật. Chạy tới hỗ loạn yêu quốc tinh cầu, vương tiên dùng mười mấy giờ thời gian. Long vương, ta đồng ý gia nhập Long Cung, khi nào vì ta chế tạo thân hình. Đương hắn vừa mới đi vào hỗ loạn yêu quốc thời điểm, thiên trận thần đế cho hắn một cái hồi phục. Này lệnh vương tiên trên mặt lộ ra một tia mỉm cười. Hảo, lúc này đây từ hỗ loạn yêu quốc nơi này lấy tới tài nguyên, toàn bộ dùng để cho ngươi trọng tố thân hình. Vương Tiên trong mắt lập loè ánh sáng. Giúp thiên trận thần đế trọng tố thân thể, cũng không đại biểu cho hắn có thể trực tiếp khôi phục đến thần đế cấp bậc sức chiến đấu. Này muốn xem hỗ loạn yêu quốc nơi này có bao nhiêu tài nguyên. Tài nguyên nhiều, thiên trận thần đế thực lực liền cường, tài nguyên thiếu, thực lực liền nhược. Đến nỗi trở về đỉnh, yêu cầu chính hắn tu luyện, cũng hoặc là càng nhiều tài nguyên. Hảo, thiên trận thần đế cũng là thật mạnh gật gật đầu đối với chính mình sắp sửa giải thoát cũng là tràn ngập chờ mong cùng hưng phấn vừa rồi mười mấy giờ hắn cũng đã suy nghĩ cẩn thận cho dù là chính mình trở về đỉnh cũng rất khó báo thù muốn đem đối phương tiêu diệt liền phải có được càng cường đại hơn thực lực cùng thế lực long cung có cái này tìm lực hoan nghênh long vương truyền tống trận pháp trước sớm đã ở chỗ này chờ đợi hỗ loạn yêu quốc cường giả nhìn đến vương tiên lập tức đón nhận đi hoan nghênh nói ân dẫn đường đi vương tiên gật gật đầu đi theo hỗ loạn yêu quốc cường giả hướng tới yêu thần cung bay đi hoan nghênh long vương ha 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 vương tiên bọn họ tiến vào yêu thần cung cung điện nội thiên yêu quốc sư hỗ loạn quốc chủ lập tức đứng lên cười lớn nói bọn họ chiến sự vừa mới kết thúc có thể nói là đại thắng đối với long cung bên này phát sinh sự tình bọn họ cũng đã biết được quốc sư quốc chủ quấy rầy vương tiên hướng tới bọn họ chắp tay ha ha không quấy rầy lúc này đây chúng ta hẳn là tự mình qua đi cảm tạ long vương ngài hổ loạn quốc chủ cười cười nói long vương đây là chúng ta lúc này đây sở trảm chi địch thiên yêu quốc sư ném cho vương tiên mấy cái nhẫn không gian vương tiên quét quét trong mắt lập lòe kinh dị hơi hơi gật gật đầu long vương nghe nói các ngươi gần nhất ra chút vấn đề hổ loạn quốc chủ hướng tới vương tiên ý bảo làm hắn ngồi xuống mở miệng nói một ít chuyện nhỏ chúng ta long cung có thể xử lý vương tiên cười cười theo sau nhìn về phía bọn họ ta lần này tìm hỗ loạn quốc chủ, tìm quốc sư tới, còn có một việc muốn thương thảo, đương nhiên tiền đề xem các ngươi có đồng ý hay không. Nga! Sự tình gì? Hỗ loạn quốc chủ hơi hơi nhướng nhướng mày, nghi hoặc hỏi. Ta muốn chế tạo một cái thương nghiệp tinh cầu, không biết hỗ loạn yêu quốc các ngươi có hay không hứng thú gia nhập. Vương tiên ánh mắt lập lòe, nhàn nhạt nói. Ân! Chế tạo thương nghiệp tinh cầu. Hỗ loạn yêu quốc quốc chủ hơi kinh hãi, trên mặt lộ ra trầm tư chi sắc thương nghiệp tinh cầu lợi nhuận có thể nghĩ liền những cái đó nội tình thâm hậu thế lực đều nhìn không được tham dự tiến vào bọn họ hỗ loạn yêu quốc muốn nói không nghĩ có được thương nghiệp tinh cầu đó là không có khả năng nhưng bởi vì bọn họ bản thân thuộc về thiên yêu nhất tộc chủng tộc thượng ở vào hoàn cảnh xấu ở hơn nữa vẫn luôn cùng chém yêu tông chém giết không ngừng không có khả năng thành lập thương nghiệp tinh cầu hiện tại nói long vương chế tạo thương nghiệp tinh cầu không có đơn giản như vậy lấy chúng ta thực lực là cũng đủ chế tạo nhưng hoạt động phương diện nói thật chúng ta hỗ loạn yêu quốc không được. Còn có một chút, thương nghiệp tinh cầu quan trọng nhất chính là an toàn, chúng ta nơi này, chém yêu tông sẽ đến quấy rối, hơn nữa Long Vương ngươi nơi đó, Tam Hải Môn cũng sẽ không làm chúng ta thương nghiệp tinh cầu thành lập lên. Hỗ loạn quốc chủ cao mày nói. Mấy vấn đề này, ta đều có thể đủ giải quyết. Vương Tiên trên mặt lộ ra một tia tự tin chi sắc. Nếu thương nghiệp tinh cầu không cho hắn tiến vào, kia hắn liền chế tạo một cái thương nghiệp tinh cầu. Tấu chương xong.